Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Bột Trâu Bạc Liêu ha. Thì ngày hôm nay cuối tuần mình có thời gian rảnh nên mình làm thêm một cái dàn chuồng mới nữa nha mọi người. Do cái đàn chim nhà mình bây giờ mình bắt thêm nhiều con nữa để mà mình gây giống á. Nên bây giờ cái dàn chuồng nhà mình á cảm giác là nó chật chội quá. Nên mình dọn cái chỗ này, cái chỗ này là mỗi lần là mọi người coi là cái chỗ nuôi chim vú á, bây giờ mình dọn sạch sẽ hết, mình nuôi nguyên một cái dàn chuồng 3 tầng, mỗi tầng là 3 lồng, rồi cái dàn chim vú thì mình dời qua bên phía bên đó, bây giờ tại mình lấy cái bao mình trắng, tại mới qua cái chỗ mới á. Nên là nó cứ nhảy loạn xạ hết trơn, nên mình che lại cho nó ổn định cái rồi mình mở ra ha. Rồi bây giờ quay lại cái dàn chuồng này thì cũng chia sẻ với mọi người luôn, thì cái dàn chuồng này á thì mình thiết kế theo cái kiểu của nuôi công nghiệp của Thái, là do là mình đi làm á mọi người, nên không có cái thời gian rảnh nhiều. Do vậy là mình lâu lâu mình mới dọn vệ sinh một lần, thì mình làm kiểu như vậy thì nó tiện cho mình hơn. Tức là mọi người nhìn thấy nè, thì con chim nó không có cái máng hứng phân ha, tức là con trên nó sẽ ỉa xuống dưới con dưới luôn đó. Rồi con dưới nó ỉa xuống con dưới nữa, rồi con cái tầng cuối cùng thì nó sẽ lọt xuống cái khay hứng phân đó. Thì nhiều anh em là lo ngại là vấn đề là vì con chim ở trên nó ị xuống, nó dính con chim ở dưới thì sao. Thì cái này là mình có biện pháp nha mọi người, tức là mình sẽ lựa những con nào mà nó đi phân khô mình đưa lên cái tầng trên, còn những nào con nào mà nó đi phân lỏng thì mình đưa nó xuống tầng dưới. Thì thường là nếu mà con bồ câu nó không có bị bệnh, nó sức khỏe nó ổn định bình thường thì nó sẽ đi phân khô không mọi người. Vì vậy nó có lọt xuống thì nó cũng dính lông, nó cũng rớt xuống nó cũng không đến nỗi mà tới dơ dính phân đầy mình con dưới đâu. Rồi ví dụ như mấy cái máng thức ăn này nè mọi người, thì sợ cái con trên nó ị xuống trúng cái máng thức ăn này thì mình có làm một cái tấm trắng này nè, tức là con chim nó sẽ không, nó ị thì nó trúng cái tấm trắng này nè, rồi xong cái phân nó để ở đây nó khô khô rồi nó từ từ nó cũng rụng rớt xuống dưới hết, thì nó không có lọt xuống cái phân này của mình ha. Thì đây là cái cách thức. Thí dụ như mà mọi người làm cái chuồng kiểu này thì mọi người sẽ tiết kiệm được không gian nè, rồi cái dàn chuồng của mọi người nó cũng sẽ thoáng, nó không có bị cái hơi phân. Mọi người thường mọi người để cái khay phân ở dưới này nè thì nó gần cái lồng nên cái hơi phân nó bốc lên, nhiều khi con chim mình nó bị bệnh về đường hô hấp nha. Còn bây giờ cái phân nó nằm ở dưới hết trơn đó, là những con trên này là coi như là không bao giờ mà nó có cái mùi phân gì ảnh hưởng nó hết đó, rất là khô thoáng. Rồi ở cái chuồng này thì mình cũng làm theo cái thiết kế là tiết kiệm mọi người. Mình đặt cái kích thước này là 60 vuông, mọi người nhìn rộng vậy đó chứ thực ra là 60 vuông đó. Thì mình sẽ cho nó chung một vách. Cái vách này thì nữa, ví dụ như là tới lúc mà nó sinh sản thì mình sẽ làm một cái tấm trắng gì đó, trắng cái ổ lại không cho nó nhìn thấy ăn nhau. Còn ở trên này thì mình trắng bạc cái tấm mà bạc mà chống nóng á mọi người biết không? Thì cái tấm này là có tác dụng là tại vì cái vách thiết này nè mọi người, cái vách thiết này thì buổi trưa nếu mà không có cái đó thì nó nóng lắm, nên mình để cái tầng trên mà nó áp với cái vách thiết á thì mình làm cái tấm đó để cho hạn chế cái nhiệt nó tỏ ra làm ảnh hưởng chim. Thì còn cái tầng dưới này thì nó bằng tôn nên nó mát thì mình không có làm. Thì quay trở lại đàn chim mình ha, thì bữa nay cái con tiger nè mọi người con tiger này nhìn mọi người nhìn ú ì luôn, thấy cưng không? Con tiger bữa nay là một ký à, nó lột ra rất là đẹp luôn nè mọi người nhìn đi. Ngày nào em nó còn là vàng khè xám xịt như là một con vịt con xấu xí vậy đó. Mà bây giờ em nó lột ra mình nhìn đẹp không thì mình đang ghép nó với con máy kem á mọi người. Thì con này bữa hổm mình nói mình nghĩ trống, thấy nó trống nó gù quá trời luôn, nhưng mà gú á thì mình ghép nó với thằng này thử, tại thằng này mình biết chắc là trống rồi thì gú nó chịu rồi mọi người. Thì là con kem này là máy mà bây giờ cũng chả có trống để ghép với nó.
còn con dưới này thì bây giờ cũng không biết sao luôn, cứ để lại nó coi giờ bữa nó đổi giới tính sao. Đây còn bên đây là hai con mon con mọi người, hai con mon con này hổm gài mình có đăng bán á, thì anh em nào cần thì liên hệ với em nha. Hai con này thì ăn cứng hết trơn rồi, con này thì con bạc thì mình nghi trống, nó là 900g mà mọi người. Còn con xanh á thì nó là em nghi mái, nó cũng 8 lạng mấy rồi, 9 lạng, 8 lạng rưỡi rồi đó, tầm 8 lạng rưỡi. Còn mấy con kinh Hà Lan mà con mà bữa mà em bắt về nè mọi người. Bữa nay nó được lớn đây nè. Nay thì chắc cũng mới rớt được 1 lạng 2 về đó. Mọi người nhìn nha, dáng tròn to. Con nào con nấy thì 8 lạng mấy 9 lạng không á. Chim đang cứng không có đó đó. Con này nè, mọi người nhìn nó tròn kinh khủng khiếp không? Con này là con tiger nè mọi người. Cái má nó bong bong nè, bong ít. Thì mấy con mà nó bong ít vậy nè, nhiều khi sau này nó lột lên là bong nhiều mọi người. Mọi người nhìn chân nó nè. Chân nó bong nè. Thì sau này nó lột lên nó lại đẹp. Mọi người đừng có ham mà lúc nhỏ mà nó bong nhiều quá. Bong nhiều quá thì nhiều khi lớn lột cái một trắng nhách luôn. Còn em này mình đang nghi là trống, em này khủng lắm. Em này mình để lại làm giống luôn. Dáng cao ráo khủng lắm. Em này đen, để lại làm giống luôn. Tiger bây giờ mình đang rất là thiếu tiger mái luôn. Bây giờ con này trống tiger nữa nè. Còn em này là em kỳ lân nè mọi người. Nhưng mà kỳ lân này bị si luôn rồi. Đợt nó bị bệnh rồi mình trị hết rồi nó cứ làm như nó bị lãi nữa. Rồi sáng hôm qua mình mới sổ lãi thấy nó ra một đống lãi nữa, không biết sổ xong rồi nó có mập lại. Nó si luôn. Còn bên đây thì bây giờ vàng chuồng đây thì để nuôi hai bé vàng gốc kem nè mọi người. Cho nó rộng rãi, cho nó thoải mái, cho nó mau lớn. Này em bạc giờ mình bỏ nó mình luôn. Em này giờ chắc mà mình nghi là mái. To kinh khủng luôn. Chắc là mái. Rồi mình bỏ ên chừng nào nó đủ lông rồi mình kiếm trống mình ghép với nó sao. Cặp này thì nó cũng vẫn chưa đẻ mọi người. Mái nó còn tơ. Mái nó đâu mới có 7 lông vậy. Trống thì tập đập cò thấy cũng ngỏng gà thấy cũng nhảy lên mà cũng chặt ruột lắm. Tại vì to quá mọi người nhìn trống to gấp rưỡi con mái luôn. To kinh khủng. Còn bên đây là cái cặp con trống xanh mái kỳ lân nè mọi người. Thì bữa hổm cái bữa mà mình kể cho mọi người nghe cái vụ mà con mái này là ghép mà con trống này nó không chịu, nó đi qua nó cứ kè với con trống kinh nó không à. Thì mình chia sẻ với mọi người luôn là mình mới đưa nó lên một cái lồng mà nuôi bồ câu thịt á. Mình đưa nó lên trên đó, tức là cái khi mà mình ghép gọng á, mình ghép cái cặp chim mình ghép gọng á, mình ghép nó không thành công á thì mình phải ghép chặt lại. Này thì cái cặp chim này nè, em ghép trong cái chuồng này nó gọng mà. Nó kiểu như con mái nó cứ kiếm cái đường nó trốn mà. Rồi ở đầu cái em ghép lên trên kia nó chặt cái diện tích kiểu như là nó đi di chuyển nó ít lại nên nó gặp mặt nhau thường xuyên hơn. Rồi nó từ từ nó ghĩa và nó cũng chịu rồi. Thì em gà cũng chưa thấy đạp cồ nữa. Chắc mái này thì chắc cũng gần đẻ dữ rồi, thấy nó cũng nằm ổ rồi, mà chưa thấy đạp cồ. Rồi bên đây thì em tiger này đẻ nữa mọi người. Thì lứa rồi nó cũng không lên cồ nữa. Trống này già quá rồi, không thấy đạp cho mọi người. Lúc mà mình để bên kia mình sợ là chắc là tối quá. Rồi nó không thấy đường đạp, tại con mắt nó bây giờ mọi người nhìn mắt nó đục ngầu hết trơn rồi. Nên là mình đưa ra ngoài này cho nó sáng. Mà đưa ra ngoài này thấy cái lứa này thấy cũng meo meo rồi. Thấy cũng không biết là lên cồ hay không nữa. Đẻ trứng to kinh khủng luôn. Đây nè, mọi người nhìn cặp trứng to kinh khủng luôn nè.
mà chắc không còn nữa rồi. Không còn rồi. Đây, cặp mon này nó đẻ lại mọi người. Thì cái cặp mon này nè là nó gà kỳ lân không á mọi người. Mình chia sẻ mọi người nó gà kỳ lân không á. Mà bây giờ cái lứa rồi nó tụt cổ, nó không có lên cổ mọi người. Rồi lứa này mình bổ sung thức ăn đồ cho nó đầy đủ hơn chút xíu, rồi bổ sung khoáng đồ cho nó. Lứa này không biết lên cổ nữa, mới ấp đâu có 2 ngày à, chưa có sơ cồ nữa. Rồi. Rồi cái cặp mà kinh xanh máy kỳ lân này mọi người, chống xanh máy kỳ lân này nè. Thì bữa hổm mình nói là cái con máy đó đó mình ghép với con chống tiger với này nè. Đó. Nó đẻ rồi. Cái mình đợi đứa gà mình ghép lại với con xanh này nè. Mình còn bữa clip mình hướng dẫn mọi người ghép cặp á chim á. Thì bữa nay con máy nó đẻ trứng hai luôn mọi người. Đẻ trứng hai. Chấm hung dữ lắm. À, thấy à? À, đẻ hai trứng rồi đó. Máy tròn đẹp lắm, cao gáo. Chấm thì đầu gấu lắm. Đây dưới đây cho mọi người coi cái chuyện thú vị nè. Thấy cô câu nuôi chim cu gáy chưa? Dưới này có con chim cu gáy nè. Thì lúc nhỏ nó nở ra một cặp, là xong cái ổ trời mưa quá mọi người, rồi cái nó nạm ướt làm sao đó, rồi cái nó lên dồi nó ăn chết hết con. Cái còn con cái mình lúc đó nó cũng 6-7 ngày tuổi về, cái mình đem vô lúc bồ câu này, con này nó mới nở, mình đem vô cho con này nó nuôi luôn, rồi nó cũng chịu nuôi luôn, nó nuôi tới giờ đủ lông luôn, nó cũng đút ăn bình thường vậy mọi người. Em kỳ lân đây nè mọi người thấy không, nóng luôn. Toàn là ga lẻ không à mọi người. Nuôi chim mà toàn ga lẻ không, không thấy bây giờ ga đừng cặp hết chứ, nó đẻ lại nữa nè mọi người. Nuôi chim toàn ga lẻ không à, cả lẻ nghe có gà cũng được, cũng đã khổ. Ây da. Rồi clip đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn anh em đã xem và theo dõi kênh Bồ Câu Bạc Liêu. Chúc anh em xem clip vui vẻ và có một cái ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha. Chào tạm biệt anh em.